Ok, Rani này. Nhìn cái đầu à? Chà, ăn dùng gậy, tôi nghĩ là riêng cái đầu này cũng có thể làm cho vài đứa trẻ em tử vong do bại não đấy. Nhưng mà Roblox là một tựa game gia đình với cả đồ họa những cute này, tôi nghĩ là sẽ không có nhiều người chơi đâu. Nó chỉ có khoảng 5,2 5 tỷ 200 triệu lượt chơi. Nhiều hơn cả bản gốc rồi. What the fuck? Ui, mày muốn tao đi khám lại tại sao cái game này? Cái gì vậy? Có ai tử vong à? Hay có lợn rên? Cái gì nữa đây? Mở cửa check kìa. Nó biết mình đấy. Ồ, đây là một bản đồ khác vậy. This fucking trap. Thậm chí cái lưới nó còn chả được bóng vào luôn á. Ồ, chưa có xanh. Ui. Run. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Đéo nhảy được. Fast as fuck, boy. Em, đây chắc sẽ là ảnh thờ của tôi. Để chúng ta thua con mẹ mất. Tôi thấy khi vào bếp, mỗi khi vào bếp sẽ có 3 trường hợp. Một là cháy nhà, hai là cháy bếp, ba là cháy đồ ăn. Nhưng mà với kinh nghiệm 10 giây mới vào game của tôi nghĩ là 3 trường hợp trên sẽ không bao giờ xảy ra. A few minutes later. Fuck! 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 Oh! Cái này ngoại lệ nhé. Pizza time. You picked the wrong house, fool! What the fuck? Lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ! Cái gì cái đó bưởi lớp 7 như mày? À thế à?